Hello em, thì hôm nay mình vừa về con Giant Tiger 900 nha. Quay cảnh em xem ha. Con này thì đồ chơi sơ sơ thì cũng khoảng cỡ 40 thôi. Quay sơ anh em xem nha. Này đèn phía trước là đèn tôn ha. Theo mấy cái bảo vệ kiến, bảo vệ đèn, kính chắn gió ha. Cái này thì anh chủ vừa đọc thùng, vừa chạy được 3.572 km ha. Con này thì tập thùng nó khoảng cỡ 450 triệu nha anh em. Và đồ chơi con này nữa thì nó ra khoảng cỡ 50, khoảng 50 nữa ha, khoảng 500. Cho anh em xem ha. Con này nó có cái bát điện thoại đây nè. Và sữa cùm nha, sữa cùm. Và nó có một chế độ chạy, hai chế độ chạy, sport phải không? Off-road, rain chế độ mưa nha, road này chế độ địa hình nè, là 1, 2, 3, 4, 4 chế độ chạy ha. Ở đây là nói chung con này rất thông minh nha anh em. Bên này là cái dung lượng xăng, ở bên đây là cái nhiệt độ ha, nhiệt độ trong máy. Ở đây chính giữa là dòng tua. Đèn máy cho anh em nghe nha. Ê tụi ơi, bút con này mà nó tụng ơi. Quay sơ anh em trước ha. Nên mình bút hẹn đầy cái xe chứ này bút con mới đầy được, mình đang quay không có bút con được. Đây là những cái tem tiêu chuẩn của nó nha. Bút con tụi anh cái. Rồi ok. Con này nó có đá đèn luôn nha. Mình muốn đá đèn bấm này lên cho nhẹ anh cái. Đá đèn ha. Nó có búp kèn đá đèn luôn. Nó có chức năng cái búp kèn đá đèn luôn nha. Ok. Giờ muốn tắt. Để xe thơ thêm ha. Đây là đồng hồ giờ. Đây nhiệt độ ha. Đây dòng tua. Đây là cái mét trên giờ. Ở trên này mình có thể chỉnh cái chế độ hiển thị dòng tua đây, máy đây vẫn được 1-2 ngàn vậy đó. Nhưng mà thường mình để dòng tua đây luôn nha, dòng tua đây, chế độ chạy ở đây thì mình thường mình sẽ chạy chế độ sport, mình sẽ bấm qua, nó đang chế độ road ha, bấm qua, rồi bấm qua một cái thì hiện thị chế độ sport ha, mình muốn chọn thì bấm vô một cái, nút đây, bấm vô đây một cái, thì nó sẽ chọn chế độ sport nha, ok, đây là cái nắp bình xăng, chìa khóa này mình còn được 2 triệu nha. Okay. Chìa khóa nó có cái tên Giant, rất là đẹp luôn nha. Chìa khóa nó rất là chăm chút, thẩm mỹ đó. Con này là cái chế độ chạy ha, sửa cùm ở đây, nút sửa cùm ở đây. Mình đi chạy lạnh bấm lên đây sửa cùm ha. Đây là chuyển đổi, đây là mode chạy, chuyển đổi ở đây. Ở đây là cái nhà này bấm về cái màn hình ha. Cái bắt đầu đó. Sơ đây anh em, cái xe này nó còn thêm cái thùng nữa nha. Thùng này anh em mua cái xe này sẽ được luôn thùng rồi nha. Giờ anh em mua cái xe này nó sẽ được tiết kiệm được 80 triệu, 80 triệu nha. Được tiết kiệm 80 triệu. Heo sao Rambo nè. Heo tháng trước Rambo luôn nha. Mình coi phục. Phượt này không chưa biết phượt gì, mình chưa nói ha. Có thể là phượt ô lình. Tại vì cái tim màu vàng. Mình cái này mình sẽ nghiên cứu thêm nha. Có gì anh em thông cảm nha. Này, nó có bảo vệ combo này nè. Bảo vệ máy nguyên cái xưa, nguyên cái lường luôn nha. Nó có bảo vệ nguyên cái lường như này luôn ha. An toàn ha. Mình đi này đi tour đi off-road địa hình này kêu đó thì mình sẽ bớt sợ những vấn đề mà mình đi bị dướng đá ha. Giờ này nó có chống độ khung này luôn. Đèn tôn, tôn 50 nha. Cái đèn tôn này nó giá khoảng 6,5 triệu nha anh em. Và cái công tắc trên đây nữa, nó thêm 1 triệu nữa.
một chiều tắt nữa nha. Cái này có thể đổi chế độ được. À, cho nên nó còn cái chức năng sửa ghế nữa nha. Sửa ghế anh em. Đây là màn hình cực kỳ to luôn nha. Đây nó có hiển báo cái quá điện thoại nữa, mình mới vừa để lại làm mẫu. Mình đi mình có thể bấm dẫn đường luôn nha. Và cái này nó có thể kết nối điện thoại này trên cái màn hình này luôn. Nó sẽ có thể báo này kia rồi trên đây luôn. Báo thông báo tin nhắn cuộc gọi đây luôn nha. Nó hệ thông báo tin nhắn cuộc gọi này hết. Ở đây mà mỗi lần cái chế độ nó sẽ để nó có thể có cái mô tả này ha. Cực kỳ đẹp luôn. Nó cho mình nó cho mình kết nối điện thoại, nó báo cuộc gọi ha, tin nhắn ở trên này hết. Giờ nó có gì nữa ta? Thông minh lắm, mình quên mất tiêu rồi, để mình tí mình vô sẽ mò vô thêm. Con này để mình nghiên cứu thêm, mình sẽ phải thông tin thêm cho anh em nha. Nó rất là thông minh luôn, nhưng mà mình chưa có hết, mình chưa có ấy hết được. À, cái này có giữ ga luôn nha, luôn mình cho luôn giữ ga ha, giữ cái điện. Con này nó quá thông minh nhưng mà mình chưa có tìm hiểu nó hết nổi, quay nhanh cho anh em xem thôi ha. Cái này ghi đông này không biết nó có giờ chưa, nhưng mà mình có nghĩ cảm giác cái con này ghi đông nó giờ lên nè, mình thấy nó sẽ tiếp cận mình hơn nha. Ok, này nó có yên, cái yên cái tên chơi mình luôn, kiên trước cũng là chơi ầm luôn, sửa yên luôn ha. Mình đi trời lạnh mình bấm lên sửa luôn. Này cái bát thùng, cái xi nhan led ha, cái này có bảo vệ xi nhan, đỡ quẹt không cho nó gãy ha, bảo vệ. À, ok, con này là tên là Child Tiger 900 nha, tên đó. Cái con này nhớ như là khoảng 4 bảng ha. Cái con này nếu mà mua mới thì khoảng 450 triệu. Và nếu mà nó xong được cái gì luôn thì nó khoảng 500 triệu nha. Thì anh em mua xe này thì sẽ được tiết kiệm khoảng 70-80 triệu ha. Anh em quan tâm thì gọi cho mình nha. Ok.